Hello, hello, xin chào mọi người. Ây da, tôi đã quay trở lại cái server co-op này. Cơ mà mới vô cái, tại sao trông nhà mình lại như thế này? À, ý là mất cửa rồi thì mình không cần làm lại cửa đâu ấy. Mà làm lại cửa thì hãy làm lại một cái cửa ấy, chứ không phải là một đống đá phát sáng như này đâu ấy. Ờ, heo bro. Ok, thì chắc là cũng đã đến lúc để chúng ta bắt tay vào làm việc. Thêm một cái cây khổng lồ, một cái tổ ong khổng lồ ở đây. À, không, xem một cái tổ ong tí nị ở đây. Ờ, anh Phan từ từ. À, đúng rồi anh em à, quên mất. Trong cái thời gian mà tôi ọp đâu đó khoảng 1-2 ngày gì đó thì Odin đã qua cái khu đất của tôi và tự tiện ăn phẳng cái khu vực này, lấp đất cái khu vực này và tự tiện xưng quyền cái khu vực này luôn anh em đó. Tự nhiên qua nhận đây nhận đất ạ. À, ảo thật đấy. Trong khi cái khu vực này từ chỗ giường kia trở đi là cái khu vực của tôi nè. Để một đống dương đồ ở đây này. Thế nên là tôi đã phải có một cái biện pháp ngầm dè chừng, đe dọa Odin. Đó, dòng sông này thuộc sở hữu của Neyui, yêu cầu bồi thường. Đó, cái dòng sông này từ đầu tôi đã xây các thứ ở đây rồi, qua lấp đất mất hết cái dòng sông đẹp đẽ của người ta, mất hết view cảnh view hồ của ta, rồi tự nhiên này tự tiện này đất của Odin, tự tiện này xưng quyền ở đây hả? Ảo thật đấy, đường đường là người mới không biết đa đảnh này là Odin, người quen lại còn người trong thương hội nên như này thì không chấp nhận được. Mà từ từ nhá, cái gì mới mới ở kia kìa, quấy nờ mì này gì ạ? À? Nó chắc là để dân làng vô đúng không? Oh, thăm quả mọc phát sáng làm chi ạ? À? Em thật sự là không hiểu lắm nha, nhưng mà thôi xây ở đây cũng được đi, không ảnh hưởng gì lắm đến cái vùng đất của tôi. Ok anh em, đầu tiên hãy xây một cái tổ ong trước ha. Về vật liệu xây tổ ong thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần kha khá đá nền, đất nung, bê tông nền, cùng với đó chắc là len vàng anh em à. Cần honey block thì đã ok rồi này, kính vàng thì cũng ok rồi này, sợi sẫm màu chắc là phải đi kiếm ha, số lượng không cần nhiều lắm. Light gray tức là đá, light gray terracotta tức là đất nung màu xám trắng anh em, một vài nguyên liệu khá là cần thiết. Tuy nhiên thì nhiều nhất vẫn là bê tông vàng, gỗ sồi sẫm màu, bê tông trắng và gỗ sồi được cạo vỏ. Nói chung thì là như vậy nên là tôi sẽ bắt đầu đi tìm kiếm nguyên liệu ngay bây giờ anh em. Có phải anh Bon xây quả casino này xong rồi xây sẵn cái nhà ở đây để cho ai mà thua casino phải bắt nhà thì có nhà để ở ấy anh em à. Anyway. Giờ sẽ qua đây để coi là ở bên này có ít bê tông nào không. Tại sao nó nổ ấy? À, anyway đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vẫn còn một vài cái số lượng kính. Yes sir, đây rồi. Cứ tôi nung tôi có để lại ở đây anh em. Đây là kính của tôi nha. Anh em bảo tôi đi ăn trộm mà chết rồi. Thì cái số lượng kính này cũng không hẳn là của tôi. Nhưng mà để lâu kính nó hỏng đó anh em. Không có ai xài là hỏng đó anh em. Tôi mang về xài bớt giúp cho. Tiếp theo chúng ta sẽ cần số lượng kha khá những cái bê tông. Thì có vẻ như là yếu ổn rồi. Thiếu quá nhiều nguyên liệu anh em. Light gray này. Ok, mình cá là cần light gray ha. Thuốc nhuộm vàng, I need that. Thực ra thuốc nhuộm không phải là vấn đề, tại vì anh em nhìn xem, trời ơi, quá nhiều hoa luôn. Hoa nó quá trời luôn á. Để coi nào, về nguyên liệu thì chúng ta cần khá là nhiều đất nung. Đất nung nâu, đất nung vàng, đất nung cam. Đất nung vàng, đất nung cam thì có sẵn ở ngoài tự nhiên rồi hay sao ấy. Nung nâu cũng vậy. Chủ yếu là chúng ta cần bê tông vàng này. Và gỗ sợi sẫm màu thôi. Ok, cái gì dễ làm trước anh em. Qua phía đất nung thôi, let's go. Phía đất nung, tờ heo. Nhà máy đá của anh Siro. Thì à, bên này có gì ạ? Kuro lại xây cái gì này? Anyway, giờ đất nung kia em ơi, đất nung nâu này. Đúng là nó rồi. Chắc lại số lượng kỹ phát coi. Đất nung nâu chúng ta cần 85 với 2 stack thôi. Đất nung vàng chúng ta sẽ cần 3 stack, đất nung cam chúng ta sẽ cần 4 stack, đất nung trắng được 5 stack. Cứ thế mà làm. Let's go. Nói chung hợp sao đất nung nâu ở đây, đất nung trắng ở đây, đất nung cam. Đất nung cam chắc là phải tự làm rồi. Mà không sao anh em, chúng ta nhiều thuốc nhuộm mà. Cũng gọi là ngon. Đất nung cam này anh em. Ngon. Ba loại đất nung màu đều ở đây rồi. Đất nung vàng có thể nhuộm ra được anh em. Thì mình sẽ lấy đất bình thường thôi, mình nhuộm màu ra. Ôi, cái này gọi là gì ạ? Gọi là gì ấy ta? Tôi quên bế rồi anyway. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Và tại sao Yuimochi lại bị đánh bởi Constraint? Tôi thực sự không biết nữa. Thôi kệ người mới đi. Người mới để người ta tự sinh tồn đi anh nhá. Nói chung là có người mới vô thì cũng gọi là có thêm những cái khách hàng tiềm năng. Money. Tiền về, tiền về. Cút ra ngoài. Trời. Né đam Creeper siêu đã. Được rồi anh em. Vì là công đoạn lấy đất nung này khá là chán nên là để phiếu mờ mình later. Văn kê anh em, nguyên liệu được hoàn thành rồi. Thực ra là nguyên liệu đất nung được hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ còn cần thêm kha khá loại gỗ này, cả bê tông nữa anh em, bê tông vàng. Còn lại thì đất nung gần như được hoàn thành toàn bộ rồi. Để coi gỗ sồi sẫm màu nó sẽ ở chỗ nào ta. Tiện đang ở đây thì mình sẽ làm luôn đi nhỉ. Hoàn thành luôn honey block này. Và nếu như mà muốn nó farm được cái sáp ong anh em, chúng ta cần phải thay thế vô trong này cái kéo chăng. Khả năng cao là vậy rồi. Tôi mong là sẽ không bị lỗi máy và anh Siro phải làm lại từ đầu ha. Anyway đi. Kéo vào đây này. Rồi đợi kéo nó bắn đi ơi.
ngon. Kiểu nó không tự bắn đi à? Anime. Wow, thì tôi nghĩ là cái sắp ong nó sẽ theo cái đường nào đó và nó bay đi rồi anh em ơi. Máy này không thể thay thế kéo vô được. Trời ơi, vậy là riêng cái sắp ong mà chúng ta phải farm tay rồi. Giờ làm cái farm nó cũng lâu cơ, farm tay cho nhanh. Cái số lượng cũng không cần nhiều anh em. Tổ ong nó đầy rồi, mình sẽ dùng kéo để cắt sắp ong ra ha. Cắt này. Cái gì mà cáu vậy? Cắt này, cắt này, cắt này. Ủa, cắt xong rồi nó bay đâu rồi? Cắt này, cắt này. Nhưng mà cắt xong sắp ong nó đã... À đây, ở trong cái này trời ơi. Nó thật là vậy. Còn ong nó hẳn đang hận tôi lắm anh em ơi. Mày ong thì không farm này, farm tay hơi bị cực tí. Cơ mà số lượng sắp ong cũng khá là nhiều. Ta chỉ cần đâu đó 4 khối sắp ong thôi. Đó, xong rồi này. Ok anh em, kính vàng này, kính cam này, cùng với đó là kính trắng này. Let's go. Ấy, gỗ sồi sẫm màu này trùng hợp thay. Không biết là của ai cơ mà cảm ơn nha, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ừ, ngon rồi anh em, bỏ qua một giai đoạn rồi. Chúng ta sẽ cần 32 cái gỗ sồi sẫm màu như thế này. Đặt nó ra đây, đó là cạo vỏ anh em, rồi lại đập ra. Trời ơi, nguyên liệu này nó tốn kém ghê luôn á. Không phải tốn kém cái gì đâu anh em, tốn kém công sức ghê anh em à. Cạo vỏ cái này mệt lắm á, mà số lượng nó còn nhiều nữa thì chắc chết. 211 tức là 3 stack. Ê, khoan từ từ, 3 stack vào 19. Mình thiếu đúng 19 cái cỗ sồi sẫm màu cạ vỏ nữa anh em. Trời ơi, anh em mà tình hình là tôi nhìn cả cái map này không có khu vực nào gọi là gỗ sồi sẫm màu cả anh em. Trời ơi, à, chỗ này phải không? Không phải, đây là vùng thay ga. À, đây này, gỗ sồi sẫm màu này. À, quên. Ok, let's go. Ây yo, đây rồi. Gỗ sồi sẫm màu đây rồi anh em. Số lượng mình cần cũng không nhiều lắm đâu. Tuy nhiên thì tôi muốn lấy cái mầm cây về anh em à. Để tiện có cần gì thì mình có sẵn luôn cái mầm cây để mình farm. Không cần phải đi xa như vậy nữa. Hình như là hơi thừa một tí rồi cơ mà. Wow, thừa còn hơn thiếu. Chúng ta cũng có mầm cây rồi này anh em. Let's go. Ây, khoan từ từ nha. Tôi thực sự không biết là cái loài gỗ này nó có thể sử dụng cho cái farm gỗ được không ha. Oh damn, cái khu vực thùng xốp của anh Bon trở thành cái gì thế này? Đây có phải là một con ếch, một cây nấm và đom đóm à? Thực sự là đom đóm á. Anh Bon xây nhà cho đom đóm á? Trời ơi, không phải tin được, anh Bon là người như vậy luôn á trời. Nhưng mà nhà đẹp ấy. Anyway, ở sao ở dưới kia có nhiều gỗ như vậy? Hóa ra để xây nhà hả? Đú, đú. Đẹp. À, có khi là cái máy farm quả mà phát sáng này là anh Bon xây á anh em. Để anh em làm cái chỗ này á. Đẹp, nhà đẹp nhá. Nhà này đánh giá là 10 điểm. Tuyệt vời, xuất sắc. Sao trông nó lại thế này? À, hai bên nó không gì giống với nhau luôn đó ba. Rồi, anh Bon đúng là con người làm khó chịu OCD nhiều nhất server. Chúng ta cần đâu đó 211 gỗ sồi cạo vỏ. Gỗ sồi sẫm màu cạo vỏ anh em. Thôi, mình sẽ sử dụng ở đây ha. 211 tức là tầm 4 stack. Ê, nếu mà như này thì sao? Tôi vừa tìm ra cách farm gỗ sồi sẫm màu này. Anyway, ngoài ra chúng ta cần thêm cả gỗ sồi cả vỏ nữa. À, chúng ta cần 3 stack nha. Gỗ sồi đơn giản thôi. Let's go. À khoan, nếu mà là gỗ sồi thì nhà máy cây. Ở hiểu. Thằng khốn Enderman. Mày làm gì cái hồ nước của tao này? Khốn. Ai, cái gì kia? Cái gì kia? Đứa nào này là người làm chứ không thể nào mà Enderman nó làm được như này anh em. Ê, con quỷ mới vô server rồi ơi. Chắc chắn là bọn đó rồi. Ai Shiba. Ủa, cái nhà máy gỗ ở đâu ta? Ê, sao ta tự nhiên mình lại không thấy bất kỳ một cái dấu vết nào của nhà máy gỗ vậy? Eto Ano né. Nhà máy đá của anh Siro thì hỏng rồi. Còn nếu không nhầm thì nhà máy gỗ nó chỉ xung quanh đây thôi. Thực sự tôi không thấy bất kỳ một cái dấu vết nào của nhà máy gỗ anh em. Như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Thôi được rồi, vì là không tìm được nên là tôi sẽ đi lục dương nhà người khác. Chắc là họ sẽ còn đâu đó một vài sách gỗ cho tôi thôi. Đúng không? Đúng không? Nếu có mà anyway. Rất nhiều cây gỗ sồi ở đây. Tuy nhiên thì không thấy một cái khối gỗ sồi nào. Hữu duyên thiên lý, lăng tương ngộ. Ê, hình như ở đây từng là cái nhà máy gỗ anh em. Có ai phá ra hay sao ấy? Chắc là vậy rồi anh em à. Đúng một cái không thấy cái sự xuất hiện của nhà máy gỗ đâu cả. Mà số từng này gỗ là vẫn chưa đủ anh em. Phải đi tìm thêm. Trời ơi, từ một thương nhân giàu có, giờ tôi lại phải đi lục lọi từng cái dương một ở trong cái thế giới này. Hay vào đó sao mình không đi chặt cây luôn nhỉ? Thì anyway. Gỗ này, let's go. Thôi em đủ gỗ, em đi đây, bye bye. Nhiều gỗ quá trời. Anh có thấy nhà máy gỗ của anh NQH ở đâu không anh? Nhà máy gỗ, đây, anh dắt em đi. Ok anh ơi, mặc dù là em đổ gỗ rồi nhưng em sẽ đi. Rồi, mình nói chung đi qua cái cầu này mình quẹo phải là tới. Đây, để em dắt đi. Cái cầu, anh từ từ, anh có ý đồ gì đó sâu xa đúng không? Không, ý đồ gì đâu. Anh mở cái B52 xong rồi thêm mấy cái gacha nữa để người ta bán nhà đi, xong rồi anh phát người ta cho cái nhà ở đúng không? Cái nhà nhỏ kia để ở đúng không? Không, mấy cái nhà này chủ yếu anh làm để anh khiều donate thôi. Hả?
Wow, cùng mục đích nhưng mà khác ý đồ ha. Đây, máy farm gỗ của anh Huy, nhưng mà tối hôm qua anh Huy anh đã đi co thành căn nhà rồi, đẹp không? Bảo sao em bay qua bay lại không thấy cái nào. Đây, chỗ lấy gỗ nè, thấy bảng không? Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chỗ lấy gỗ. Trời ơi, từ đầu em ra đây là em khỏe rồi. Em phải mở. Cái này em phải bỏ vào đây 10 khối kim cương là nó sẽ chạy. Cảm ơn anh Bon nha, em về em xây này, bye bye anh. Ê, anh nói giỡn á, một khối à. Ê, mày em xây bye bye anh nha. Thật ra cả vỏ cũng nhanh thôi anh em, nhất là khi mình có tốc độ như thế này. Nhà sơ anh em, giờ thì màu xanh đã hiện hữu ở trên cái bảng thống kê nguyên liệu này. Trừ một cái duy nhất, bê tông vàng anh em ơi. Chúng ta cần 4 stack bê tông vàng nha. Rồi qua chỗ mày đúc bê tông thôi anh em. Thực ra là 4 stack thì cũng không cần phải bay xa đến mức thế, tại vì nó cũng không nhiều. Ở nhà Ozzy lại lùm một cái lỗ ở kia kìa. Anyway, căn nào, căn nãy hả? Vâng. Cái đường này là để vào em. Em em nhiều tội lắm em biết không? À, qua bên này với anh lên. Để quả đầu mới nhìn đẹp với nhỉ, but anyway, có cái chuyện nó rất là bất bình ở đây. Yeah. Em nhìn qua cái khu vực này, kể từ cái đèn hiệu này là em nhìn qua phía bên kia đi. À, cái chỗ đất đó anh. À, chỗ đó em định xây một. Em đâu rồi? Em đây. Rồi, tại sao? Vì một cái lý do nào đó mà view cảnh view hồ đang đẹp. Em lấp săn phẳng ở cái hồ của anh đang định canh tác thủy sản ở đấy. Em lấp như này rồi làm sao mà anh nuôi cá trồng rau được? Em nghĩ là đấy anh, còn em cho nó không này. Có tự nhiên. Trời ơi, không có đẹp. Em đọc cái bảng này chưa? Em dám qua đây chiếm cái sông của anh xong rồi chiếm chủ quyền luôn hả? Xâm hộp quyền sở hữu của anh kêu bồi thường. Bồi thường? Em đâu biết đâu. Không biết không có tội hả? Không biết là phải bồi thường. Anh lên. Bồi thường anh. Bồi thường. Chỗ này từ từ tính chỗ này bao nhiêu trăng? Ôi trời ơi, trời ơi, có sao có chiếc nhà đâu anh em. 1 trăng, rộng 4 trăng, dài bao nhiêu? 1, 2. Trời ơi, 4 x 5 bao nhiêu? 20 trăng. Em qua đây em chiếm của anh 20 trăng. Trời em ơi, em rộng hơn rồi đó. 20 trăng. Em biết là 20 trăng anh xây được bao nhiêu con mực như kia không? Em dám lấy cái chỗ canh tác thủy sản của anh. Chỗ này anh định xây một con cá khổng lồ xong anh nuôi cá ở đây. Mà em dám như thế hả? Bồi thường. Vậy thôi em đào lại cho anh. Đào hả? Dạ. Thôi bồi thường đi mà. Bồi thường. Thôi bồi thường đi. Bồi thường đi xong rồi anh sẽ phát cho em một cái tờ giấy quyền sở hữu đất ở khu vực này. Ở đây anh này. Bao nhiêu vậy? Dạ. 20 khối. 20 trăng 20 khối á. Em nghĩ đất ở đâu rẻ thế hả? Một khối 1 trăng á hả? Nè giờ biết đâu. Em đưa hết cho anh nha. Em đưa hết cho anh. Em còn như đây. 26 khối. Thôi được rồi, nể tình anh em, anh cho em lại 6 khối á. Đây sẽ là cái phí bồi thường của tuần này. Tuần sau anh sẽ qua đòi tiếp. Em nhớ kiếm đủ tiền để giải đánh nha. Anh đi đây. Bye bye. Ok anh ơi, cảm ơn. Ok em ơi, hay quá anh em mà tự nhiên được 20 khối. Thực ra khu vực kia tôi cũng chả định làm gì đâu, tôi định xây ở khu vực trên này cơ, nhưng mà kệ thôi chứ biết sao giờ. Anyway. Ban kia anh em, giờ mình đi đào thêm cát với cả sỏi thôi. Thì cái số lượng bê tông cũng không nhiều lắm mà tôi nghĩ là không nhất thiết mình cần phải qua cái khu vực đúc cát đâu anh em à. Đào ở đây cũng nhanh mà. Rồi, 2 stack cát, sỏi thì hình như là ở dưới nước có nhiều đúng không? Ok anh em, đủ 2 stack rồi. Rất là easy ha. Rồi chúng ta trộn cát với bê tông và thuốc nhuộm và lại một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại khu vực này để bắt đầu đập đá. Cái việc này cũng không lâu đâu anh em à. Đây anh em, xong rồi. Giờ đủ nguyên liệu rồi anh em, mang đi xây thôi. Anh Bon lại lùm xùm lạng lối gì ở dưới kia kìa. Anh xây xong cái nhà này rồi đúng không? Nguyên liệu này sử dụng để xây cái nhà ở trên đó đúng không? Đây nè. Đúng rồi. Em xin nha, let's go. Cái gỗ này lấy cũng cực lắm đó em. Đúng rồi, cực kỳ mới xin chứ. Gỗ này lấy cực lắm đó em. Đâu anh, gỗ này là gỗ Vân Sam mà. Nhưng mà em phải đặt ra rồi em lấy tay em gọt á. Thì là gọt gỗ thôi mà anh. Không sao đâu. Anh nói chứ em muốn lấy thì em cứ lấy. 2600 1700 80090 Nguyễn Duy Tấn Khang. Anh không có tải mốt, anh không thấy em được. Cụ thể hơn thì em đang quỳ lạy. Ok anh em giờ đủ nguyên liệu rồi. Tấp đầu xây thôi let's go. Cái khu vực thế này chúng ta làm sao phải xây cho giống hệt một cái hình tổ ong anh em ơi. Hình tổ ong ở đây này. Phải giống hệt bao trọn toàn bộ cái máy farm này. Và những cái công đoạn như này thì chúng ta sẽ bắt đầu time-lapse. Chuyển cảnh nó không mượt. Time-lapse. Ok anh em đã xây xong cái tổ ong này rồi đây anh em, let's go. Nhìn nó cũng khá giống một cái tổ ong mini ấy chứ, một cái tổ ong tí nị ấy chứ. Chỗ này tôi để cho mật chảy ra này, nhìn cho nó real real một tí. Và đường vô sẽ ở trên này, anh em phải bay qua đây. Như một con ong vậy, vào trong này là một trang trại ong, trang trại lấy mật.
Ừ, cơ mà chưa dừng lại ở đó đâu anh em. Ủa, ong là một phần thôi, công trình này nó còn to lớn hơn nhiều. Ôi, tôi hiểu cảm giác đau khổ một con ong rồi. Vào lô. Sơ. Rồi giờ mình lấy mấy cái khối này mình đi thôi. Mà chuẩn bị thêm khá khá số lượng đồ đó, tại vì công trình này nó không chỉ nhỏ như thế này đâu anh em. Ây ạ. Rồi tôi thực sự hiểu cảm giác của một con ong như nào rồi đó. Ra ngoài. Ây ạ. Lần đầu làm ong anh em. Giả lập lần đầu làm ong. Đây phát quà ở lỗ kìa. Bye, let's go. Đi gì ta? Đi gì ở đây đông vậy? À, Yami ơi, tôi chạy nè Yami. Mọi người làm gì đông vậy? Để tôi chạy nè, chạy về nơi phía Yami. Ha? Yami thấy tôi chạy nhanh không? Ồ, nè Yami hả? Kệ nè Yami đi Yami ơi, mình đi thôi. À, trời ơi, có người mới có mới lưới cũ ấy nè. Em được hiệu của việc có mới lưới cũ ấy nè. Trời đang chạy ơi, Yami ơi, đi đâu Yami ơi? Tôi không để ý mà bốc lên mà. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Ê, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nào. À, tén thử độ bén thôi. Ông mách đọc quá à. Yami ơi, tôi nói bà là đó, cái người mà cô đơn buồn tuổi trong thế giới này. Đúng rồi. Không giữ á, là cái ông đó đó. Ông đúng rồi, đây là Bạch Tạng, đây là Bạch Tạng Yami à. Có người mới bị trêu ơi trời. Thôi đi đâu đi, cúc kìa, đi đâu đi. Đi. Tôi không có ý đó đâu, Yami ơi. Yami ơi, dễ thương nhất trong lòng tôi đó. Trời ơi, hai lời đó kìa, trời ơi. Điều gì tệ hơn một kẻ nói hai lời là bị cùng một lời nói nhưng mà lại dành cho hai người. Ôi trời ơi. À, mục giác của ông đâu rồi? À đúng rồi, Yami còn đồ ăn không Yami? À cái gì ạ? Tự nhiên mới vô cái anh Yami thành trung tâm một sự chú ý à? Muốn giúp đỡ bạn đó học cách sinh tồn. Tôi cũng có đơn buồn tuổi quá, tôi không biết sinh tồn nè. Ông có thấy hàng cô đâu buồn tuổi nào mặt này rai không? À, Yami kiếm có ít quà tặng cho Yami nè. Yeah. Ê đi con tớ. Ê thủ tục của người mới vô server nè, mới vô server phải biết quay nha. Quay kuru nha. Không ăn đập á. Kuru kuru. Ê, ông nói sao chứ, ông nói cho ông nói lại đó. Ông dám đập không, Nè, giờ cái thằng ông có giáp kim cương thôi á. Có mỗi giáp kim cương thì không có quyền lên tiếng rồi kìa. Đây tôi muốn lên tiếng chứ. Ông xin ơi. Cả Ken cũng vậy hả? Dạ, gì đó giúp bạn Yami này nhá. Chi phí thì khỏi phải bàn. Ok. Nữa hả, sát thủ. Bò ra. Cái thằng khốn. Ê, tưởng trộm được đồ xịn lắm ai ngờ toàn đồ nghèo à. Thôi trả nè. Ê, khoan từ. À. Người mới là bảo quá ha. Nè, nãy tôi để tình là người mới tôi không đuổi đi rồi. Và lên đây có ý đồ gì đây? Để nhắm video hỏi đi làm gì. Đúng không? Chắc không đó. Ừ. Và qua bên hai người kia đi, hai người kia kiếm tôi đấm tôi chết tôi khổ lắm rồi. Bye 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 nha, hẹn gặp lại ha. Én gì vậy? Đừng có nhìn qua đây mà. Quay rồi kìa. Mới vô đã bị tha hóa rồi. Én gì vậy? Ôi, chiến bá tư tưởng tốt hết. Mà không ai có thể quay được helicopter như tôi. Helicopter. Đây, gì nhỉ? Mới vô thôi, mới gặp nhau thôi mà. Thân thiết quá nhỉ? À. Hả? Én gì vậy? Anh em à, tôi mới xây thêm hai con ong ở đây nữa. Nhưng mà nhìn trời mưa anh em, nhìn con ong nó không có rõ. Để trời sáng cho anh em xem đẹp hơn ha. Không hiểu sao mà mấy hôm nay trong server trời mưa điên luôn anh em à. Mưa nhiều vô cùng. Mà dạ, tôi xây xong hai con ong rồi. Một con ong là cái mông không có gì cả, mới toanh. Một con ong là nó vừa lấy mật về anh em ơi. Cái mông nó mông mật kìa. Đó, hơi trắng trắng kìa. Đang định chui vào tổ đó. Ừ, hợp lý. Cái tổng cảnh thì nhìn nó cũng ok ha. Không xấu đến nỗi ha. Ngon. Thôi được rồi anh em à. Video hôm nay cũng khá là dài rồi nên là yeah. Anh em muốn tôi xây một cái thứ gì nhìn Minecraft bình thường nhưng mà nó tí nị như thế này, hãy comment phía dưới nhá. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. See ya. See ya.